tóc của em cho mẹo lên đây. Bây giờ thì đã đóng cửa rồi. Sau 6 giờ thì đóng cửa, giờ bình thường nó mở chỗ mail lên nè. Hay ha. Yeah, I took a look at that painting. The proprietor told me that it was $1,156. That one right there. Yeah, really. A lot of money. Let me see. Then, when you keep on here, we can go to the medical. Yeah, thank you. It's our first time here, so I shan't show it around. Oh, yeah, you're welcome. Thank you. Hey, you're welcome. Have a great night. Yeah. Thank you. Vô đây là nó rùi khoai của em bé. Đấy, trong đây là bệnh viện á. Đẹp quá hả? Ôi, sâu liền. Trời ơi, mấy đá này đã hả? I'm happy for you, Peter. Yeah. Yeah, you have a very nice environment to study from. Yeah. Oh. Peter, have you played piano for a while? No, 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 not now. No, let go. Oh, đẹp quá nhỉ anh. Later on, okay, later on, we'll play short, wait, wait. You know. Anh như Peter đứng đây chụp tấm hay mà. Chụp lòng ý niệm á. And then Baba. Công nhận cái khu shop của em đẹp. Wow. Beautiful. I like it, the light. It's so nice out there. What an audit, it's so beautiful. And then if you go to the right, it goes to like a bunch of older buildings. It's not really much the same shop. Oh,
That's so nice, you know. Đẹp quá hả? Nó làm bằng yến à. Em ơi. Quá sạch giác. Đứng đi một chục rồi mới lên. Ok. Oh yeah. Xem, giục mấy lát ở. Yeah, the flat. Đẹp quá hả? Mama, chơi luôn à? Lắc cờ đẹp nè. View được không? Đẹp quá. Thank you.